Xin được kính chào quý khán giả và bà con đã đón xem và đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin 365 ngày chuyển động. Cảm ơn quý khán giả và bà con vì đã quan tâm theo dõi, tin tưởng chúng tôi để chia sẻ những thông tin bổ ích trong lĩnh vực nông nghiệp. Hôm nay bản tin có các thông tin đáng chú ý gì? Mời quý khán giả và bà con cùng điểm qua. Giá lương thương phẩm cuối năm tăng mạnh, bà con vui mừng phấn khởi. Nhà vườn Vĩnh Long tích cực chăm sóc mai quý kịp bán Tết, hy vọng bội thu. Lâm Đồng cơ hội kinh doanh từ sự hồi sinh của ngành ươm tơ dệt lụa nổi tiếng. Thưa quý khán giả và bà con, lươn là một loài thủy sản được thị trường trong và ngoài nước rất ưa chuộng do phẩm chất thịt thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Ngon, giá trị dinh dưỡng cao, vì thế việc khai thác quá mức và không có ý thức bảo vệ, tái tạo nguồn lợi nên nguồn lươn từ tự nhiên bị suy giảm nhanh chóng và ngày càng khan hiếm. Và để đáp ứng nhu cầu lươn thương phẩm ngày càng tăng cao, hiện nay phong trào nuôi lươn phát triển rất mạnh ở nhiều địa phương trong cả nước. Những năm gần đây, phong trào nuôi lươn trong bể bạc đang phát triển rất mạnh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Giá cả lúc này cũng khiến cho người nuôi tạm hài lòng. Theo các hộ nuôi lươn cho biết, hiện tại giá lươn thương phẩm được thương lái thu mua tăng 20-30 ngàn đồng một ký so với năm trước. Cụ thể, lươn loại 1 cỡ trên 200 gram một con, giá 150-170 ngàn đồng một ký. Lươn loại 2 giá 120-140 ngàn đồng một ký. Trừ đi các khoản chi phí, hộ nuôi thu lợi nhuận vài chục triệu đồng một vụ. Các huyện biên giới của tỉnh Đồng Tháp là địa phương đang phát triển rất mạnh. Riêng huyện Hồng Ngự hiện có trên 200 hộ dân theo nghề nuôi lươn. Lươn chủ yếu được nuôi trong bể bạc, nguồn thức ăn là ốc bươu vàng và các loại cá tạp, rất dễ chăm sóc, 8 tháng là có thể xuất bán. Thị trường tiêu thụ mạnh nên được nhiều hộ dân lựa chọn để phát triển kinh tế, nhất là các hộ nghèo, giúp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thưa quý khán giả, một loài thủy sản sáng giá nhất trong năm qua phải nhắc đến, đó chính là loại cá này đây. Giá thì liên tục tăng cao, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, ngành cá tra phục hồi mạnh mẽ đã giúp cho không ít doanh nghiệp thu được những kết quả hết sức ấn tượng. Còn bà con mà gắn bó với cá tra thì đã dần lấy lại được mùa xuân sau những tổn thất nặng nề 2-3 năm về trước. Theo đó, chưa bao giờ giá cá tra nguyên liệu tăng cao như năm 2018, có thời điểm đạt mức cao hơn 34.000 đến 35.000 đồng một ký. Hiệp hội Cá tra Việt Nam cũng cho biết, nhu cầu cá tra nguyên liệu từ khu vực chế biến tăng đã kéo giá cá tra nguyên liệu tăng theo, giúp cho người nuôi đạt lời cao từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký. Đây là mức lời cao nhất từ trước đến nay. Đối với các hộ nuôi liên kết, doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng khoản tiền khoán mà người nuôi được hưởng lên 6 đến 8.000 đồng một ký, thay vì là 3.000 đồng một ký như trước này. Trái ngược với niềm vui của người nuôi cá tra, người trồng hồ tiêu đang đau đầu tìm đường thoát khi giá bán ra tại các vườn hiện chỉ còn 49.000 đồng một ký, giảm từ 10 đến 12.000 đồng một ký so với 2 tháng trước và ở mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Mức giá này khiến người nông dân mới trồng hồ tiêu thua lỗ từ 10 đến 15.000 đồng một ký bán ra. Theo Hiệp hội Hồ tiêu, giá hồ tiêu giảm do sản lượng toàn cầu tiếp tục tăng với mức hiện khoảng 500.000 tấn một năm. Riêng Việt Nam, niên vụ năm nay đạt khoảng 230-235.000 tấn, tăng hơn cùng kỳ năm trước 15.000 tấn. Dự báo khả năng giá vẫn khó tăng cao trở lại trong thời gian tới. Một loại rau, củ, quả luôn có giá trị phụ thuộc vào tình hình thời tiết mà chúng tôi thường nhắc đến đó là rau xà lách. Tuần qua, ở Lâm Đồng, mưa nhiều khiến cho loại rau này tăng giá mạnh. Giá cụ thể như sau, xà lách cuộn 15.000 đồng một ký, cà chua 12.000 đồng một ký, đều tăng 7.000 đồng một ký so với tuần trước. Củ dền 4.000 đồng một ký, xà lách lô lô 10.000 đồng một ký, tăng 3.000 đồng một ký. Đối với hoa như cúc chùm 5.000 đồng một bó, tăng 1.000 đồng một bó. Hoa li li 55.000 đồng một bó, tăng 5.000 đồng một bó. Thưa quý khán giả và bà con, lúc nào thì heo, gà, vịt cũng là thực phẩm bán chạy nhất trong dịp Tết Nguyên Đán. Vì thế năm nào người dân cũng neo lại để chờ giá tăng. Thế nhưng năm nay chúng tôi có thông tin về tình hình này lại khác đúng không Minh Thiện? Đúng vậy, lo dịch bệnh, người dân bán mạnh heo gà trước Tết. Hiện nay giá cả như thế nào? Xin mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi. Giá heo bán ra tại khu vực miền Nam phổ biến ở mức 46-47.000 đồng một ký, giảm 2-3.000 đồng một ký so với hơn 10 ngày trước. Tương tự, giá heo miền Trung nhiều nơi hiện giảm còn 45.000 đồng một ký. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai,
Giá heo giảm chủ yếu do người nuôi xuất bán heo nhiều vì sợ ảnh hưởng từ dịch lở mồm long móng xuất hiện ở phía Bắc, khiến nguồn cung dồi dào hơn, kéo giá giảm. Trong khi đó, giá gà công nghiệp được nhiều người nuôi ở phía Nam bán ra hiện ở mức cao là khoảng từ 33 cho đến 35 ngàn đồng một ký, tăng từ 8 cho đến 10 ngàn đồng một ký so với hơn 10 ngày trước đó. Theo một số trang trại, giá gà tăng cao do nhu cầu tiêu dùng nhiều vào dịp Tết Dương lịch, thế nhưng lượng gà xuất bán thì lại sụt giảm. Tuy nhiên, khả năng giá sẽ sớm trở về mức ổn định là từ 24 đến 26 ngàn đồng một ký nhờ thời gian nuôi ngắn và nguồn cung dễ thay đổi. Thưa quý khán giả, cho bà con, mỗi năm chỉ có một mùa. Trong lúc này, việc trồng hoa kiểng cũng đã được người dân tất bật chăm chút. Mấy năm trước thì nhiều người trồng mai còn sống khỏe một năm nếu như trúng vụ Tết. Và như ở tỉnh Vĩnh Long, nhiều nhà vườn trồng mai vàng đang tích cực chăm sóc để mai nở đúng vào dịp Tết và bán được giá, tăng thu nhập cho gia đình. Anh Phạm Đình Quốc, chủ vườn mai ở ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn cho biết, năm nay anh chuẩn bị trên 400 chậu mai, từ mai cổ thụ đến mini để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Trong số này có gần chục gốc mai cổ thụ, 50 gốc mai tứ quý, còn lại là mai vàng truyền thống. Thời điểm này, các cây mai đều đã ra nụ và đang được nhà vườn chăm sóc cẩn thận từ khâu làm cỏ, tưới nước, bón phân để mai nở bông và khoe sắc đúng vào dịp Tết. Anh Quốc cũng cho biết thêm, giá của mỗi một gốc mai hiện tại từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng và đã có nhiều đơn hàng tại các tỉnh như Đồng Nai, Tiền Giang đặt mua theo lô, số ít bán tại các địa phương cho những người đam mê cây kiểng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, anh Quốc tự ươm cây giống và tạo dáng, tỉa cành cho cây mai. Hàng năm, doanh thu từ vườn mai mang lại cho gia đình của anh hàng trăm triệu đồng. Mai vàng là loại hoa không thể thiếu đối với người Việt Nam trong những ngày Tết. Với sự quan tâm chăm sóc của nhiều nhà vườn, Tết này, nhiều nhà vườn trồng mai vàng tại Vĩnh Long sẽ đưa ra thị trường những cây mai vàng đẹp, đáp ứng nhu cầu chưng Tết của người dân, đồng thời cũng giúp nhà vườn có thêm thu nhập cao hơn, đón Tết vui tươi sung túc hơn. Anh Minh Thiện này, theo anh thì muốn nông nghiệp phát triển thì nhất thiết là người nông dân cần phải làm những điều gì? Chắc chắn là phải sản xuất ra những sản phẩm sạch và an toàn rồi. Và hiện giờ tôi thấy cũng đã có rất nhiều mô hình rất thành công. Và điển hình trong những địa phương đó thì phải nói đến tỉnh Lâm Đồng, nơi có lợi thế, điều kiện sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và đang trên đà ngày càng phát triển. Trong năm 2018, ngành nông nghiệp đã xây dựng 16 mô hình về sản xuất an toàn theo Việt Gáp. Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết, các mô hình bao gồm quản lý dịch hại tổng hợp trên cà chua, khoai tây, su, ớt ngọt, xà lách, cà rốt, dâu tây và cây chè, hay còn gọi là trà. Các mô hình áp dụng quy trình canh tác tổng hợp từ chọn giống, đất đai, bón phân, quản lý dịch hại tổng hợp đã giảm 4-5 lần thuốc bảo vệ thực vật một vụ, nhưng năng suất đều tương đương và cao hơn 5-10% so với tập quán canh tác truyền thống của nông dân. Sản phẩm đều đạt chuẩn an toàn về dư lượng kim loại nặng, vi sinh vật và thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ tính riêng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã dành gần 1 tỷ 300 triệu đồng để triển khai các chương trình, dự án lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn trong năm 2018. Với chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đà Lạt đã triển khai dự án hỗ trợ quản lý dinh dưỡng, phân tích 70 mẫu đất về chỉ tiêu quá lý với kinh phí là 98 triệu đồng, hỗ trợ 2 kho lạnh cho 2 hộ dân tại phường 12 với kinh phí là gần 293 triệu đồng. Thành phố cũng hoàn tất việc xây dựng mô hình trình diễn công nghệ Internet dạng vật vào quản lý sản xuất, kinh phí là 179 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình trợ giá giống cây trồng, Đà Lạt đã hỗ trợ trồng cây bơ ghép. Từ nguồn vốn 100 triệu của chương trình tái canh cà phê, Đà Lạt cũng đã hỗ trợ nông dân tái canh 10 hectare cà phê, chè và đề xuất hỗ trợ Hợp tác xã Tân Tiến tại phường 12 hệ thống gieo hạt tự động với kinh phí là 124 triệu đồng. Trong năm 2018, Đạ Oai tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nếu như năm 2017, sản lượng cây điều xem như mất trắng do dịch bệnh gây hại, thì năm nay năng suất ước đạt 5,4 tạ trên 1 hectare, đạt 96% kế hoạch. Đặc biệt, cây ăn trái duy trì đà tăng trưởng cả diện tích lẫn sản lượng, với tổng diện tích cây ăn trái hiện nay là hơn 3.500 hectare, tăng 11%, tổng sản lượng đạt hơn 21.000 tấn, tăng 7%. Cùng với đó, địa phương cũng đã chú trọng phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm tại một số xã phía Nam, nên sản lượng kén cũng đạt hơn 230 tấn, tăng 5%. Bên cạnh đó,
Trong khi đàn trâu bò giảm do giá cả biến động xuống thấp, thì đàn heo và gia cầm duy trì đà tăng trưởng trở lại và vượt kế hoạch đề ra. Trở lại với một loại trái cây xuất khẩu đang rất ấn tượng, đó chính là thanh long. Năm 2018, xuất khẩu nông sản ước đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ, vượt 3 tỷ so với mục tiêu mà chính phủ giao cho ngành nông nghiệp. Thành công này có sự đóng góp của thanh long. Nhiều vườn thanh long từ Nam ra Bắc đều tập trung trồng theo hướng sạch, hy vọng mở rộng và đáp ứng thị trường xuất khẩu. Sau đây là ghi nhận từ cộng tác viên của chương trình. Đây là vùng thanh long ruột đỏ thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ít ai biết, những quả thanh long đầu tiên chinh phục thị trường Australia chính từ vùng đất cằn cỗi này. Để có được thành quả hôm nay, những hộ dân mất rất nhiều thời gian thử nghiệm, sàng lọc, lựa chọn giống thanh long phù hợp. Có hộ thất bại tới 2-3 năm đầu. Theo ông Hoàng, có tới hơn 20 giống thanh long ruột đỏ khác nhau, nhưng không phải giống nào cũng cho chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Cùng với vấn đề về giống là việc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn được thị trường chấp nhận. Các doanh nghiệp thu mua cho biết, trước Australia, thanh long ruột đỏ của vùng Lập Thạch đã đi nhiều thị trường khác và vẫn đang tiếp tục mở rộng thêm nhiều thị trường khó tính. Ngoài Vĩnh Phúc, còn có Tiền Giang là giữa thanh long ruột đỏ của cả nước. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rau quả là ngành hàng có thành tích xuất khẩu liên tục tăng trưởng cao. Năm 2018 ước đạt hơn 3 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Riêng trái thanh long đã có mặt ở hầu khắp các thị trường trên thế giới, đặc biệt là những thị trường khó tính như Nhật Bản, EU và Mỹ. Sắp tới, mặt hàng này có thể mở tiếp thị trường Nam Mỹ khi Argentina đang xem xét nhập khẩu thanh long Việt Nam. Nhưng điều lo lắng nhất ở đây vẫn là thị trường nhập khẩu, khi mà Trung Quốc vẫn là nơi nhập khẩu nhiều nhất với khoảng 1.900.000 tấn vào năm 2018. Đáng lưu ý là thị trường này đang có những yêu cầu ngày càng cao, nên việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định là điều mà bà con và toàn ngành cần phải đặc biệt quan tâm. Thưa quý khán giả, Lâm Đồng từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng dâu, chăn tằm và dệt vải. Lụa tơ tằm ở nơi đây ống mượt, mềm mại, quyến rũ và ấm áp. Để cho ngành hàng này vươn xa hơn nữa, nhiều công ty ở Lâm Đồng đã đối mặt với thách thức để ngày càng hoàn thiện hơn. Điển hình là những ghi nhận đáng biểu dương sau đây. Trong năm 2018, sản lượng tơ lụa toàn tỉnh đạt 1.000 tấn, thì riêng Bảo Lộc là 950 tấn. Sản lượng lụa đạt trên 3 triệu mét. Nếu như trước kia tơ lụa chỉ xuất sang nước ngoài, thì năm 2018, thị trường nội địa đã tăng đột biến lên 100%. Sau nhiều lần đầu tư mở rộng và trang bị máy móc thiết bị, đến nay công suất sản xuất của công ty cổ phần tơ lụa Bảo Lộc đã đạt 100.000 mét một tháng. Giá lụa tơ tằm đạt chất lượng tốt dựa trên các tiêu chí như 100% lụa nguyên chất, màu sắc, độ bền màu, tài nghề của nông dân và đội ngũ kỹ thuật là hết sức quan trọng để hoàn thành được các đơn hàng từ phía đối tác Nhật Bản, vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo số lượng. Chúng tôi luôn luôn đặt vấn đề là chất lượng lên hàng đầu và cái tiến độ đảm bảo những cái đơn hàng và chất lượng. Vì chính vì vậy, bao nhiêu năm qua thì khách hàng Nhật Bản luôn luôn tin cậy và đặt niềm tin vào chúng tôi để chúng tôi hoàn thành những cái đơn hàng cũng như hoàn thành các sản lượng họ yêu cầu. Còn Việt Siêu là một trong số ít doanh nghiệp xuất khẩu tơ lụa chính ngạch sang Nhật Bản, Ấn Độ, Pakistan. Trước thách thức nâng cao chất lượng tơ, đơn vị này đã lựa chọn giải pháp liên kết đôi bên cùng có lợi với các cơ sở ươm tơ uy tín. Được biết, hiện Bảo Lộc có hơn 20 cơ sở ươm tơ, nhưng chỉ có 6 cơ sở trong số này có chất lượng tơ đảm bảo tiêu chuẩn. Công ty trách nhiệm hữu hạn tơ tằm Nhật Minh là đơn vị chuyên thu mua kén ươm tơ chất lượng cao để cung cấp cho các đơn vị sa tơ dệt lụa tại Bảo Lộc. Năm 2018, công ty đạt sản lượng trên 4 tấn tơ một tháng. Gắn bó với ngành dâu tằm tơ gần 30 năm, ông Huỳnh Tấn Phước, giám đốc công ty, đã lựa chọn hướng liên kết với các đơn vị sa tơ dệt lụa, tạo nên chuỗi giá trị sản phẩm, quảng bá và bán sản phẩm thông qua Vietnam Silk House. Trước nhiều nỗ lực từ phía doanh nghiệp ươm tơ dệt lụa trên chặng đường đưa tơ lụa Lâm Đồng vươn ra biển lớn, chính quyền các địa phương, các ngành chức năng cần có sự sát cánh, đồng lòng để nghề truyền thống ươm tơ dệt lụa sẽ phát huy được hết giá trị vốn có. Từng một thời quàng kim, một thời lận đận, tơ lụa Lâm Đồng nói chung, tơ lụa Bảo Lộc nói riêng đã hồi sinh trở lại với kỳ vọng phát huy mạnh mẽ tiềm năng lợi thế để đưa thương hiệu tơ lụa của địa phương ngày càng vươn xa. Và đến đây, bản tin 365 ngày chuyển động cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.